vì miếng cơm manh áo ấy, nuôi gia đình ấy, kiếm tiền, chứ bản chất mình cũng đâu phải là con người như vậy đâu. Nhưng mà giờ hết cái thời đấy rồi. Khánh sinh trai vậy, Khánh để tóc đúng không anh em nhỉ? Năm mới Khánh phải để tóc lại được không nhỉ anh em? Ai mà có nhu cầu xây dựng thương hiệu cá nhân TikTok nhá, hoặc là các nền tảng để nổi tiếng lên để buôn bán làm ăn, nhắn tin cho Khánh qua cái TikTok này, chuyên xây dựng thương hiệu. Mấy hôm nữa mở công ty thật luôn đấy, mở công ty truyền thông xây dựng thương hiệu cá nhân luôn cho mọi người, làm giá cả là hợp lý luôn, chứ không bao giờ lừa đảo hay là ối ôi của anh em làm gì cả, làm với sự hài lòng và tin tưởng của anh em mới dám lấy đồng tiền của anh em luôn, đâu phải là mẹ mới cứ nhận tiền nhưng là vô kỷ luật mấy cả kiểu như là vô trách nhiệm, không có con người khai cai, không có cái việc đấy. Nói chuyện với chị Ngọc Lứ ấy nhỉ, giá bao nhiêu nhắn tin đi anh ơi, giá thì nó vô cùng lắm, nếu mà anh có tầm 100 tỷ thì anh cứ cho em tầm 1 tỷ anh ạ là được. Chiều đấy, chiều Khánh chiều nhá, Khánh chiều. Làm thương hiệu như Tiến Bright, ok anh ơi, Tiến Bright cũng là một đẳng cấp. Khánh mày có dám va với nhạn Hải Phòng không? Thôi tóm lại như này, tôi nói một câu cuối đây như này này, cái ông nhạn này thì tôi không để ý đúng không, nhưng anh em tôi xin anh em nhé, Hải Phòng hay Hà Nội thì nó đều là hai thành phố lớn của Việt Nam, đừng chia phe chia phái nhá, đừng chia bè chia phái, và đừng bao giờ gọi ông nhạn là nhạn Hải Phòng nhá, gọi là nhạn gì cũng được, đừng gọi là nhạn Hải Phòng, bởi vì sao, ông nhạn nó không đại diện cho người Hải Phòng, Hải Phòng người ta hơn 2 triệu dân, người Hải Phòng người ta sống đẹp như nào mà nhạn nên bôi bác trên mạng cứ gọi là nhạn Hải Phòng, đừng đừng gắn cái đuôi Hải Phòng vào, hai chữ Hải Phòng nó uy tín lắm mọi người nhá, đừng nói hai chữ Hải Phòng vào nhá, gọi là nhạn gì cũng được, nhạn gầy hay là nhạn con hay nhạn nhạn này nhạn kia hay là nhạn gấu mèo hay nhạn gấu biển cũng được, đừng ghép hai chữ Hải Phòng vào, hai chữ Hải Phòng nó khác lắm, mọi người đấy là mọi người đúng không, mọi người thấy Khánh nói đúng không, mọi người thấy nói Khánh nói đúng không, đừng ghép vào, vì ông nhạn đâu có đại diện cho người Hải Phòng đâu, đúng không? Đại diện người Hải Phòng ấy chỉ có chủ tịch tỉnh, bí thư đấy mới là đại diện đương thời của người ta, chứ nhạn nó chỉ là giang hồ cóc ké, ôi ôi sao mà gắn cái đuôi Hải Phòng làm gì, anh em thấy Khánh nói đúng không ạ? Tiến Bright chủ của một casino kìa, kinh nhờ Tiến thì kinh nhờ Tiến thì kinh rồi. Em cảm ơn cả nhà nhé. Tiến thì kinh rồi. Anh chào Thiện Phát, người em trai uy tín. Hiện tại đang công tác làm việc tại Đài Loan, khét lẹt luôn. Đúng chập thì sao Khánh? Đúng chập ông ấy về hưu rồi, nói vào ông làm gì mọi người? Những người ta về hưu người ta không muốn tranh đua đây, nói với người ta làm gì?